Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một miếng đất 7.300 m2, thì có căn nhà cấp 4 mới trên đó. Thì chủ đang có nhu cầu bán, thì đất này cách trung tâm thành phố Cần Thơ thì đâu đó tầm khoảng 25 km về tới trung tâm thành phố Cần Thơ. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm một căn nhà, một miếng vườn có căn nhà vườn thì tham khảo này ha. Vì là có quay lại liền, đất thì đang trồng chanh không hạt, đang thu hoạch nha, và trồng hạnh. Thì chủ mong muốn bán lại cho quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu về vườn ha, thì để sở hữu 7.300 m2 trồng chanh hết, một miếng đất nghỉ dưỡng rất là đẹp. Thì lộ giới trước đất là lộ giới là gần 3 m, xe ô tô về tới nhà tới đất được nha. Thì có căn nhà mới ao luôn, mới cất xong hoàn thiện luôn. Thì chủ cũng lớn tuổi, thành ra thôi giờ nhu cầu làm vườn không nổi nữa, thành ra bán lại có nên làm vườn không sể đó, chanh hạnh gì trái đầy đủ luôn, vườn đang xanh tươi tốt. Chanh này tuổi của nó khoảng 3 năm 4 năm tuổi rồi nha, đang thu hoạch trái cũng rất là nhiều, trái quanh năm luôn. Hạnh thì cũng trái nhóc hết trơn. Thì nè, chanh trái đều đều nè, nè trái nè, không đây trái nè, trái đều hết trơn nè, trái chùm chùm không nè đó. Thì đây nè, chùm nè, đây kìa, bông nè, nguyên một chùm bông hết hồn không. Đó. Nó đang có trái đều chứ. Thì chủ đang bán miếng vườn này có tặng một chiếc xuồng luôn nè, và một cái máy bơm nước luôn. Thì đường nước đầy đủ rồi luôn nha, có đường nước, đường lộ xe ô tô, rồi đường ghe thuyền gì cũng có. Đây, chanh trái hải hùng ha. Đó nè. Ủa, cái này hạnh lộn, hạnh trái nhóc cho nè, hải hùng không. Còn chanh thì trái nè, cây nào cũng trái đều chứ. Bây giờ có một mình anh làm miếng vườn tới 7.000 mấy m, 7 công mấy, thì quá trời nhiều. Ổng lớn tuổi, thành ra ổng làm không nổi nữa, ổng bán lại. Ổng có căn nhà trong trung tâm thành phố Cần Thơ, giờ ổng bán lại, ổng về trung tâm thành phố ở. Ổng tính về đây nghỉ dưỡng mà nghỉ dưỡng không nổi rồi nè. Trái nè, đều 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 nhóc chân, cây xanh tươi tốt luôn, à, trái xum xê luôn nè, cây này trái à, hết biết không, à, trái liệt đĩa chưa, à. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm, này thuộc trường Long Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, thì nó giáp ranh với trung tâm thành phố Cần Thơ, cách trung tâm thành phố Cần Thơ chỉ có 25 km là tới trung tâm thành phố Cần Thơ. Thì quay miếng vườn xong sẽ quay cái nhà cho quý cô chú anh chị em mình xem luôn. Nhà thì xe đậu ô tô trong nhà 2 chiếc luôn, thoải mái sân trước. Nhà cấp 4 mới ao, 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 gian bếp, nhà vệ sinh. Đây là cái đường ra vườn nè, chán xi măng đồ luôn chứ, thấy không? Thì quay từ trong vườn ra dài ra phía trước nhà luôn. Ai có nhu cầu sở hữu thì mình đến coi thực tế. Thì miếng đất này có căn nhà luôn mới ao. Thì căn nhà cắt bề ngang 6 m, chiều dài 30 m. Giá sở hữu chỉ có 2.950 tỷ. Thì vô xem vườn xong thì trực tiếp gặp chủ luôn để mình mua bán. Thì về đây làm vườn, chăn nuôi, nghỉ dưỡng gì ha. Ai có nhu cầu thì đến coi. Cách chợ Trường Long Tây chỉ tầm 2 km. Đây là cái phía sau của căn nhà. Nhà vệ sinh ở đây, sân sau rất là rộng rãi, 2 cái bồn nước bự luôn ha. Ở đây thì cũng có nước sạch đồ đầy đủ luôn nha. Đây, vô nhà. Nhà thì gạch 5 tấc. Nhà thì dán gạch lên 1m2, nhà mới 100% luôn.
À, đây quay thẳng ra phía xa trước mình chút xíu, quay ở trước cho cô chú anh chị mình xem luôn. À, trên trần đóng la phong xốp, nhà rất là mát mẻ, giữa trưa nắng mà đi vô nhà mát lạnh luôn. Hai phòng ngủ, đây một cái phòng ngủ, đây cũng là một cái phòng ngủ, thì hình thức là bán giường và nhà trống ha. Cửa phía trước là cửa kéo. À, cửa rất là rộng, xe ô tô đậu trong nhà luôn ha. À, đường lộ giới trước nhà nè, rồi phía trước là con sông rạch nữa, thuận tiện xe chạy rồi tàu chạy luôn, đây tàu cũng có chạy luôn ha. Còn đây là phía trước của căn nhà nè. À, thì căn nhà mới ao, mới cất xong luôn, nhà dán gạch từ dưới lên trên. À, đây là thuộc trường Long Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Xe đậu trong nhà không? Xe ô tô đậu trong nhà luôn. Và giờ lớn tuổi có nên mần thấy mệt mỏi quá, thôi bán lại cho quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu làm giường nghỉ dưỡng á, thì mình tham khảo ha. Đây lộ giới trước nhà. Đó, bên sông thì xe chạy hì hì bên sông ha. Đó thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì liên hệ số điện thoại 0396 40 00 40. Thì con đường này nói chung là nó cách chợ 2 km, nhưng đồ ăn uống ăn sáng đồ nó chạy dập dìu theo con lộ này luôn nha. À, ai có nhu cầu thì mình đến coi cái nhà và miếng đất 7.300 m2, thì có 3.300 m2 thì đất cây lâu năm giáp lộ, và 5.000 là đất lúa. Thì lộ giới này dự định mở là 10 mét nha. Thì đó, cái lộ đang có sẵn nè. Đó, cái lộ chính là hiện thời là 2.5 m. Đây, từ mí lộ 2.5 m này chạy vô tới trong. Đó, mí lộ là tới trong đó luôn đó. Là con lộ này nó tới 10 mét luôn. Đó, đường này thì cách trường học thì chỉ có mấy trăm mét, trường cấp 1 thì mấy chừng mấy trăm mét thôi là tới trường cấp 1 rồi. Về Phong Điền về ngoại còn đứng xa về Phong Điền thì về tới huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Về tới huyện Phong Điền thì tầm khoảng 10 km là tới huyện Phong Điền, chợ huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ ha. Đó, đường thì tàu lớn chạy được luôn, và trên bờ thì xe ô tô chạy về tới nhà. Đó, nhà thì có thể trong sân đậu 2 chiếc ô tô thoải mái luôn ha. Đó, quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì liên hệ số điện thoại 0396 40 00 40, sẽ dẫn quý cô chú anh chị em mình đi coi. Khi dĩ gặp chủ mình thương lượng mua bán giá 2.950 tỷ sở hữu ngay một miếng đất có căn nhà làm giường nghỉ dưỡng rất là tuyệt vời. Đây là đèn đường đầy đủ luôn nha. Đó, nè ghe mua bán dưới sông nè, chạy thoải mái dưới sông rồi chạy trên bờ gì đủ kiểu đà điểu luôn. À, rồi quý cô chú anh chị em quan tâm thì liên hệ nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Số điện thoại 0396 40 00 40, dẫn đi coi nhà vườn 7.300 m2, có căn nhà đẹp luôn mà chỉ có 2.950 tỷ sở hữu ngay. Đây căn nhà chiều dài 30 m. Đó, đây là phía ngoài của căn nhà, đi xa cho quý cô chú anh chị em xem luôn. Đó, nhà mới 100% luôn. Đó, đó căn nhà. Miếng giường ở đằng sau. Đó, miếng giường nãy ở đằng sau đó ha. Nhà đi thẳng ra giường luôn. Đó, chạy tuốt ra hàng cây phía sau luôn đó. 7.300 m2. Lộ thì gần 3 mét, xe ô tô đi về tới nhà thoải mái luôn ha. Phía trước mặt tiền sông nữa nè. Cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem. Xin chào, hẹn gặp lại những video sau.